Hello, hola. Chào mừng các bạn đã quay lại với Trip Thảo FX. Tiếp tục chiến đấu, vẫn là hành trình eBetger ha. Hôm nay mình sẽ làm gì đây? Video này sẽ tổng hợp lại một cái kèo cũ. Nó là cũ thôi nhưng mà vẫn chiến được các bạn nhé. Zora, dự án Layer 2 ha, làm ở bên mảng là NFT, gọi vốn 60 triệu đô. Đây là một trong những dự án mà gọi là theo cũng khá lâu rồi. Những bằng mới nếu bắt đầu thì bắt đầu được hay không thì theo mình nghĩ vẫn được các bạn, còn rất là sớm ha, gọi là sớm thì cũng không đúng, khả năng thì cũng sắp rồi nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại khả năng là chưa nắp sót, nên muốn tham gia thì tranh thủ rồi. Tất nhiên khi mà các bạn tham gia sau như vậy á, thì công sức, thời gian, tiền bạc trước giờ các bạn bỏ ra ít hơn những người tham gia trước đó, thì có thể phần thưởng nếu có thì các bạn sẽ ít hơn. Nó là vậy thôi, quá sức và công bằng đúng không? Vậy muốn nhiều làm sao? Thì mình sẽ bù đắp và bù ở tương lai, có thể là ngày mai, ngày mốt, bữa kia, vân vân. Xuyên tương tác. Nói chung là đổ tiền vô cho nhiều thì tự động nó sẽ nhiều thôi. Và kèo này tham gia thì nó không có phải như những cái player hay khác và tính von, tính volume này kia đâu ha. À, chắc cũng có nhưng mà gọi là nó không có thiên về cái đó nhiều, nó chủ yếu là dựa trên NFT đi may dạo các bạn nhé. Mỗi NFT đâu đó tầm khoảng 2 đô đúng không? May càng nhiều càng tốt, nó là vậy. Nên có thể bắt đầu với số vốn nhỏ nhỏ cũng được. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nè. Xong máy bay bay ngang đây nha. Trước giờ xe cũng nhiều bạn đúng không? Zora nè, tôi xe trời ơi. Telegram mà update liên tục. Đấy. Còn video cũng là mấy video rồi thì bây giờ sẽ làm tiếp thôi. Ở video này làm gì? Tổng hợp lại mọi thứ, những cho những bạn mới bắt đầu luôn và gì nhỉ? Và chia sẻ thêm một vài bước nữa, ví dụ như tạo NFT ở trên nền tảng của nó, giống như Devil Contract vậy các bạn. Rồi thì đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vô trang Zora ha. Accept. Mình có đặt cái link mời anh em truy cập ủng hộ kênh. Nói chung là ủng hộ kênh có cái đóng tiền điện duy trì kênh đó nhỉ. Rồi ký tên ví thì các bạn đăng nhập tài khoản ha. Sau đó các bạn sẽ truy cập vô gì? Vô phần invite nè, đây. Khi lần đầu truy cập vô nó sẽ yêu cầu các bạn tạo gọi là hoàn thành cái profile của các bạn ha, thì các bạn bấm commit. Nhập email thôi. Hiện tại thằng Zora này nó đang nói chung là cho tạo NFT rồi mai NFT trên nhiều mạng. Ngày xưa thì chỉ có mạng Zora thôi, bây giờ thì nhiều mạng rồi thì các bạn có thể kết hợp ha, ví dụ như kết hợp sang Europe ở trên những mạng khác, những dự án khác, nó liên kết rất nhiều các bạn. Từ từ tham gia sẽ rõ thôi. Rồi verify đầy đủ xong rồi ha, thì bây giờ mình đã có tài khoản trên thằng Zora. Công việc bây giờ là gì? Tùy theo đúng không, tùy theo khi mình may NFT ở mạng nào thì bạn sẽ cần ra mạng đó, nhưng mà một điều kiện tiên quyết thì mình thấy để sang Europe và Zora này các bạn phải có đồng ETH ở mạng Zora. Thì sử dụng những yêu cầu nào, có mấy yêu cầu của bạn Zora Breeze, mấy cái đường link này có đặt sẵn cho các bạn không cần phải search đâu. Đây, đây là cái cầu chính của Zora, các bạn sẽ cầu từ mạng Ethereum đi vào Zora. Này là anh em cân nhắc ha, tại vì vô thì phí nó cũng hơi cao quá. Cao không? Để tôi thử đi. Coi thử bây giờ bao nhiêu, tại hiện tại giá của đồng ETH và là đã cao hơn trước rất nhiều. Thêm một cái nữa, hiện tại cái chỉ số quay á nó đang cũng rất là cao, để coi thằng ga bây giờ đang giá nhiêu nè. Quay ETH. Quay bây giờ đang 70 nên ra rất cao các bạn. Thì để tôi thử ha. Ví dụ tôi nạp vô 0.02 đi. Breeze. Coi thử giá hiện tại thôi. Thôi rồi bỏ luôn. Ra đâu đó tầm cỡ khoảng 66 đô. Kinh khủng. Tất nhiên rồi. Ngày xưa cái đồng ETH giá có ngàn mấy đô, 2.000 đô đúng không? Và thêm cái chỉ số quay đâu đó tầm mười mấy 20 thì ga nó rơi vô tầm cỡ chục đô chẳng hạn. Còn bây giờ thì cái đồng ETH gần gấp đôi, như vậy thêm cái gì, cái chỉ số quay đang cao, đang FOMO thì ga nó cao thôi. Thì tùy các bạn tham khảo. Và bây giờ nếu mà không muốn sử dụng cái cầu chính thì có cái cầu phụ ha, đó chính là OnTheRisk.
rất nhiều cầu phụ, ví dụ Orbiter cũng có các bạn. Đây, Hunter bây giờ mình sẽ re thử. Để xem Tinh Quý còn tiền không đã. Còn tiền mạng nào? OB. OB cũng hết ga ETH rồi. Zora Space rồi hết trơn rồi nhỉ. ZKSYN. Để tôi thử qua bên ZKSYN, qua bên cái thằng Zora này có bao nhiêu đô ha. ZKSYN qua thằng Zora. Ví dụ sử dụng một cái cầu bên thứ ba nè, 0.003 đi, sen phi là 0.001 ha, ở đâu đó tầm khoảng 3 đô mấy, rồi ga bao nhiêu, ga thêm có 0.43 đô. Rồi thì nếu mà sử dụng cái cầu bên thứ ba và cầu Anto á, thì các bạn sẽ tốn tầm cỡ 4 đô mấy, rẻ hơn rất nhiều ha. Đấy, đó là cái cách mà các bạn cầu ga vào. Tương tự như vậy cho những cái mạng khác, cần mạng nào thì cầu mạng đó. Rồi sau khi đã có ga rồi, có tài khoản rồi, thì bây giờ mình sẽ làm công việc đầu tiên là tạo cái NFT của các bạn. Các bạn sẽ truy cập vô góc phải màn hình ở trên trang Zora ha. Profile. Ngay phần Collected là những cái NFT mà các bạn đã mai ở trên ví, đúng không? Các bạn sẽ truy cập vô cái tab Bridge nè và tạo ha. Thì ngay đây các bạn sẽ tạo một cái NFT của riêng bạn. Tạo xong mai luôn, đúng không? Bấm vô Bridge nè. Squid chuyển ví về mạng Zora ha. Rồi tạo thôi. Name là gì? Đấy. Encryption muốn gõ gì gõ, mô tả thôi các bạn. Require for feature đi. Rồi chọn cái ảnh. Ảnh gì cũng được. Cho ảnh lúa đi ha. Phong thủy. Ai thích thì có thể đưa cái ảnh người yêu cũ lên. Đúng không? Làm kỷ niệm. Hoặc các bạn có thể tạo ảnh với thằng Canvas. Ấp ảnh lên, lúa luôn đi. Đấy, bấm Bridge. Nhập cái tên nữa các bạn nha. Rồi, nhập tên đi cho bài bản. Mà tên này có sẵn luôn rồi. Cho hết lại. Khổ ghê ha. Chọn ảnh, sale, hình, hình ảnh là một rồi đó. Rồi bây giờ các bạn muốn sửa tên gì đó thoải mái ha, bấm read. Ký. Rồi như vậy là tạo xong cái NFT rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành bấm vô view my bay nè, không? Để lấy cái đường link. Tại đây thì các bạn có thể copy cái bên này chia sẻ cho người khác, ai thích thì mai, còn không nữa thì các bạn tự mai luôn, không? Tay ví này tạo thì làm trước nhát, rồi sau đó thì gửi cái đường link qua sử dụng cái ví khác để mai tiếp cái nữa cũng được, đúng không? Giờ bấm mai nè. Mỗi lần mai sẽ tốn 0.00077 ETH. Thì đâu đó tầm cái 2 đô ha. Gì vậy? Mắc về bạn. Đang mạng gì mà mắc vậy? Đang mạng Zora mà mắc vậy hả? Mai sửa lại. Sell. Ê, gì vậy? Rồi tôi lỡ tay tôi mai luôn rồi. Rồi các bạn chỉ tôi bấm vô nó ga đang cao mà tôi quất luôn rồi, đúng không? Tốn 5 đô mấy tiền ga nè. Tại do hiện tại ga đang cao, đúng không? Anh em làm thì đợi cái ga rẻ rẻ về mai. Nhanh quá, tay nhanh hơn não.
Rồi như vậy là coi như xong cái phần tạo NFT. Vậy bây giờ sẽ tương tác thêm cái gì nữa? Ví dụ mình sẽ cập nhật link của những cái dự án, đúng không? Những dự án mà nó đăng ở trên hàng Zora mình sẽ may. Ví dụ như hiện tại tôi mới vừa share ba kèo và hàng Zora với vậy cái ví Zenian ha, Zerion đây thì các bạn tiến hành may thôi, truy cập vô link may những NFT này được các tác dụng gì. Thứ nhất là các bạn tương tác ở trên hàng Zora đúng không, nền tảng của nó. Cái thứ hai và ví dụ nha, các bạn thấy cái NFT này nó ưu tiên may ở mạng Zora đúng không, cái logo nè, thì các bạn thêm một TX ở mạng Zora nữa. Và ví dụ một NFT khác đây là NFT của thằng gì nhỉ, thằng Rainbow, Rainbow Wallet. Khi bạn may NFT này mà các bạn cơ hội nhận airdrop từ Rainbow luôn đúng không, và nó để cái logo và ưu tiên may ở trên mạng Base, thì cái này các bạn sẽ tương tác được cái gì. Thứ nhất được cái NFT ở trên nền tảng và Zora. Cái thứ hai là NFT này hàng nào tạo, đó chính là hàng Rainbow quá bạn ha, cái ví ví Rainbow á, thì cũng có cơ hội nhận airdrop từ hàng Rainbow. Và cái thứ ba nữa là tương tác ở trên mạng Base thì cơ hội airdrop từ mạng Base nữa đó. Nó là vậy ha, tiến hành bấm vô may thôi, tôi sẵn tôi làm luôn đi. Continue nè, mạng Base may. Sorry các bạn, đây các bạn ngay phần chọn mạng ha, chọn mạng Base. Cái phần mạng nó bị ẩn đi và làm sao, do ở cái mạng đó không đủ tiền thì các bạn phải cầu vô thêm ha. Bây giờ mình đợi cầu thì lâu lắm, lát tôi sẽ may NFT này sau. Bây giờ quay về mình NFT ở trên thằng Zerion này ha, bấm may. Đây phí bây giờ rất là ngọt ngào ha, tầm cỡ 3 đô mấy 4 đô. Tổng luôn tính luôn cái NFT giá 0.007 á. Rồi confirm. Anh em lưu ý cái này, kèo thì share rất nhiều nên nhiều khi có sự trùng lặp ha, thì các bạn kiểm tra sau khi bạn may xong á, bạn có thể kiểm tra NFT của bạn ở trong một profile cũng được, hoặc là một ngày nào đó tôi share một cái link my NFT, khi các bạn bấm vào thì các bạn để ý ha, xem cái phần này nè, không sở hữu đã có rồi thì các bạn bỏ qua. Ví dụ như đây mình có một con rồi thì ai thích vẫn có thể may thêm cũng được đúng không? Nhưng mà không thì các bạn nếu mà muốn may qua mỗi lần mỗi dự án một con thôi á, thì các bạn nhìn thấy đã may rồi thì các bạn bỏ qua ha. Rồi sau khi may xong thì các bạn có thể đăng bán hoặc là giữ tinh ví. Tất nhiên khi mà các bạn giả sử đối với cái NFT của thằng Zerion này á, mà sau này nó có airdrop đi chăng nữa, có airdrop mà các bạn bán rồi thì có thể bạn không được nhận ha. Nên khi các bạn may xong thì muốn giữ thì bán và tùy các bạn, muốn bán thì bấm vô sell thôi, đúng không? Đăng giá. Tại sao lại có chuyện là trên đây mai mà bây giờ sale vẫn được? Tại vì thời gian này các bạn, ví dụ như thằng NFT này á, nó có hạn thời gian là 29 ngày nữa là kết thúc, đúng không? Thì bây giờ các bạn bán thì chắc không ai mua đâu. Muốn bán thì chắc phải bán giá rẻ hơn so với cái giá mai, đúng không? Còn khi mà thời gian mai này kết thúc á, mà cái NFT này nó lại FOMO, ví dụ như nó sẽ có quyền lợi về tương lai, ai đồn đoán gì nào này kia đó, đồn mà có airdrop từ Zerion chẳng hạn, đấy, thì lúc đó những người người ta chưa may á, người ta muốn muốn có thì người ta phải đi mua ở thị trường thứ cấp ha, và mua từ bạn đấy, thì bạn đăng sale bán. Và thêm một cái nền tảng nữa đó chính là MyFun nè các bạn. MyFun này ngày xưa cũng share rồi, kết hợp với Zora rồi, share trên YouTube luôn rồi ha, lấy vô thử cho mọi người xem nè. Đây đã chia sẻ trước đó rồi, thì đây là một cái nền, cũng là một cái thị trường NFT và nó hỗ trợ rất là nhiều NFT ở mạng Zora. Thì ngoài ra các bạn có thể mai những NFT ở bên Zora rồi các bạn qua bên thằng MyFun này các bạn đăng bán cũng được đấy, đó là tùy mọi người ha. Đây là trang của thằng MyFun, mình cũng có trình bày sẵn ở trong cái phần mô tả. Và đây cũng là một cái nền tảng các bạn để cho các bạn tương tác thêm ha. Ví dụ ở tại cái trang MyFun nè, hay một MyTin Now á, bạn kéo xuống vô phần free đúng không, miễn phí, các bạn tìm những NFT nào miễn phí hoặc là rẻ các bạn may thêm, may một hai con vậy thôi ha. Tại vì sao, trên đây tất cả mọi người đều có thể tạo NFT đúng không, có những NFT nó không có tác dụng gì cả, dạng người cũng là những ông mà đi cày airdrop á, không mà ông đăng bên đây thì ví dụ các bạn thấy giá thấp quá hoặc là để vào giá không đồng á, thì bạn bỏ một phí ga thôi, bạn vô bằng tương tác bạn may đúng không, thì nó cũng tốt và hỗ trợ nhau ha, như vậy tăng thêm cái tương tác, tăng thêm cái tuổi ví cho các bạn, nó là vậy. Còn ai mà đánh giá cao quá thì bỏ qua đó.
Rồi, thêm một cái trang may phân ha, anh em lưu ý. Còn gì nữa không? Rồi bây giờ sẽ tổng kết nè, nốt lại một cái. Thì đối với kèo này, yêu cầu theo mình nghĩ ha, cái này mà tự đề xuất thôi. Tất nhiên rồi, cái số R và cầu, nếu mà có sử dụng cầu chính á, và gọi là một trong những điểm cộng ha, điểm cộng quan trọng đó là sử dụng cầu chính và cái cầu khúc đầu á, thì các bạn nếu mà giờ thấy ga cao quá thì lựa thời điểm nào đó ga rẻ rẻ thì cầu. Còn bây giờ trước mắt thì sử dụng cầu bên thứ ba ha, cho rẻ và tương tác. Rồi cái thứ hai là gì? Ngày quý, tuổi quý. Nếu mà hôm nay các bạn bắt đầu ở trên mạng Zora thì một tháng sau là gọi là quý quý các bạn sẽ được 30 ngày tuổi ở trên mạng Zora đúng không? Thì tuổi càng lâu càng tốt. Đấy là một cái. Thêm một cái nữa là gì? Thêm một cái nữa là số TX. Số TX thì các bạn có thể cài trực tiếp ở trên trang Zora này, không? Kết hợp với thằng MyFun lúc nãy. Tên Zora này bỏ một lệnh như vậy thì đâu đó tầm cỡ bao nhiêu? Tầm cỡ 2-3 đô, 3-4 đô, đúng không? Thì bây giờ đối với kèo này nó hơi đặc biệt, đặc thù một tí. Thì không nhất thiết các bạn sẽ làm 100, 200 lệnh đâu, đúng không? Thì các bạn làm vừa vừa thôi, tùy khả năng mỗi người ha. Như vậy, Europe như các bạn thấy khi mà dự án mà nó chưa fair, chưa đẹp á, thì có khi mà dăm 3 TX mà đã có thể có nhận Europe rồi. Còn nó chơi điểu như thằng Starknet mấy trăm TX vẫn tặc như thường đó, đó là vậy. Rồi thêm một cái trang MyFun lúc nãy á, mình chia sẻ thì trên đó thì các bạn MyFT giá nó rẻ hơn, phí nó cũng rẻ hơn, thì ngay đó các bạn có thể cày TX. Vì mục tiêu của kèo này là TX phải lớn hơn 20 ha, mini thôi, 20 TX trở lên đó, thì coi như cái kèo Zora này anh em bỏ khoảng 50 đô và anh em chơi đi. Đó vậy. Còn ai có điều kiện á, thì khi mà sử dụng cái cầu chính rồi, nếu mà có vốn mạnh á, thì re số vốn mình mạnh, ví dụ 1.000, 2.000 đô, 3.000 đô rồi đó một lần, đúng không? Cho nó đỡ tốn phí. Re qua xong rồi xài không hết thì chuyển qua mạng khác, sử dụng cầu Antori á, chuyển qua Yaskasin hay OB chẳng hạn, đó tùy mọi người ha. Rồi còn gì nữa không ta? Để tôi sạch lại cái coi còn gì nữa không, nói luôn thể ha. Rồi trước mắt là vậy các bạn, mà thấy nhiêu đó cũng là quá đủ rồi, quá đủ và quá tốn tiền rồi ha. Rồi thì bây giờ mình những cái cần lưu ý mình cũng sẽ tổng kết lại ở trong phần mô tả luôn để anh em đọc, ai không thích xem video thì đọc ha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.